Xin giới thiệu các bạn, hôm nay là mình làm món rau cải mới nấu cá rô đồng nhá. Đấy. Nhớ rau cải nhặt sạch rồi nhá, nhưng mà rau cải này ở cái gốc này nó rất là bẩn này, cái khe gốc nó bẩn này. Đấy, chúng ta phải nhặt. Chúng ta xếp bằng gốc này. Xếp bằng gốc xong rồi chúng ta cắt bỏ cái gốc đi để rửa cho nó sạch. Không thì những cái khe này là nó rất là nhiều đất. Đấy, tiến hành cắt bỏ cái đầu gốc này nhé, cắt bỏ cái đầu gốc của rau này. Đấy, cái đầu gốc rau rất là bẩn, xong rồi chúng ta thái rất là ngắn thôi. Đấy. Đấy nha. Thái rau cải, này nấu cá rô đồng ngon, rất ngon luôn. Nhỏ nhá. Đấy, cho vào đây. Đấy, rau cải ngon chưa? Đấy, ngon chưa? Tiếp tục. Đấy, chúng ta tiếp tục phải cho rau vào rửa nhá. Cho rau vào rửa sạch đi. Đấy, rau bỏ cái gốc rồi thì rất là không còn cái khe bẹ nữa thì cho rửa và rửa nước là nó sẽ sạch hết đất. Đây này là đây là rau vườn mà trồng lấy nhá, cho nên là rất là sạch. Thế còn nếu mà các bạn mua rau ở chợ thì các bạn phải cẩn thận, rửa thì các bạn phải ngâm nhưng tí. Đây này, mình rửa thêm cả củ gừng đây. Đấy. Đấy nhá, nấu này phải có cả gừng nữa, rất là ngon. Rồi. Nha, gừng các bạn sau khi cạo vỏ, gừng có thể các bạn có thể là đập hoặc là thái lát mỏng này, tùy. Đấy. Thái lát mỏng cũng được, mà bạn đập dập ra cũng được. Đấy, đập dập ra thì nó sẽ thái lát này, xong là ăn miếng gừng thì rất là ngon. Ai ăn được là miếng gừng thì rất là ngon. Đấy. Thái lát mỏng xong chúng ta cho vào chúng ta đảo. Ngon chưa? Mấy phút rồi. Đấy, chúng ta bắt đầu tiến hành cho mỡ vào nhá. Cho dầu, dầu vào để đảo. Bật bếp. Thường người ta hay nấu là cần tái cải nhừ nhá. Mà cái cải này là nếu mà bạn ăn ở ngoài hàng, đi ăn bát bún cá rau cải này này, cá rô đồng rau cải này, thì cái nước của nó họ cho nhiều mỡ. Tại sao là cái rau rau nó ngon, nó mềm, nó nhừ, nó ngọt? Bởi vì là họ cho quá nhiều mỡ luôn. Như mình ở nhà mình nấu thì cho ít thôi. Đây là cá rô đồng đã chiên và xé nhỏ nhá. Gạn bỏ xương nhé, mình cho vào mình đảo trước. Đấy. Đấy, cho vào chiên cá với gừng trước. Đấy. Đấy. Đấy, thơm rồi đấy. Thơm rồi. Đấy, mình tiến hành cho rau vào. Tiến hành cho rau vào sàn. Đấy. Wow, cá thơm quá. Mọi người hay nấu cần tái cải nhừ cho nên là chúng ta cứ cho vào trước này, không sao cả. Nhưng thường đi ăn ở nhà hàng thì cái rau cải người ta, cái nước của người ta nó nhiều mỡ nên người ta để sau người ta nhúng, người ta trần nhúng sau cũng được. Nhưng mình đây thì cứ xào trước, xào trước cho nó rau ngon, xong đổ nước mình nấu canh. Nóng nồi hơi nhỏ thế thôi đủ ăn, nó đặt đặt tí ăn nó ngon.
tuyệt vời luôn nhá. Chúng ta lưu ý là cái cá chúng ta chiên và chúng ta bỏ hết ấy đi nhá, xương nhá. Đấy, này này, cá này. Này mà có bánh đa nhá, người nhá, có bánh đa cho vào nữa, tuyệt vời thành một bánh đa. Tiến hành cho mắm muối mì chính này nhá. Vừa trong nồi bút canh này. Cho mì chính này. Cho nước mắm này. Nó ra nước. Cá rô này thường người ta còn giã, mình không giã, mình chề, mình ấy nhỏ ra xong chiên. Nấu canh rau cải thì ít cần tái cải nhừ nhá, càng nấu nhừ càng ngon càng ngọt. Mình cho nước vào này, cho nước vào đủ ăn rồi nhá. Ta tiếp tục đun nhé, đẩy vung vào đun cho nó sôi thôi. Tuyệt vời, hôm nay có bát canh rau cải, cá, rô, đồng, ngon tuyệt vời luôn. Đấy, nó sắp sủi rồi các bạn. Bắt đầu chuẩn bị sủi rồi đấy. Bát canh này là quá ngon luôn, canh cá quá ngon. Cá chiên này. Vàng thơm đấy, sủi bồng lên rồi nhá. Để ra khỏi nó trào. Đấy, thấy không? Ui ngon quá. Rau thì xanh muốt rồi. Nhớ là đây là rau mình trồng nhá, chứ không phải rau mua đâu. Rau trồng ở quê đấy. Thấy không? Đấy. Này mà bây giờ mà có bánh đa thả vào đây là thành bánh đa cá rồi đây này. Mọi người này, thấy ngon không? Cái này nó gọi là nấu theo rau cần thì nấu tái, còn rau cải thì nấu nhừ. Rau cải này cứ nấu càng nhừ càng ngon luôn. Đấy, mình nhìn nhỉ, đấy. Rất là đơn giản mà ngon, này tốn cơm lắm. Tốn cơm tuyệt vời luôn. Rau xanh không? Xanh muốt luôn. Đấy. Rau xanh muốt luôn các bạn ơi, cho nhỏ lửa. Úi dồi, chào. Chào, lửa nó quá, chào. Để nó có chào hết rồi, hết rồi. Cần tái cải nhừ chín rồi nhá các bạn nhá. Thôi mình sẽ bắt ra. Nấu nhừ được nữa cũng được, thôi không cần nữa. Rồi sau về ấn tắt nhá. Đấy, ngon quá, canh ngon quá. Bây giờ mình tiến hành múc ra nhá. Ấy. Ấy cá này. Rau cải, mì gừng, cá rô đồng.
Tuyệt vời chưa? Đấy. Này mà cho có bún hoặc là bánh đa là ngon tuyệt vời luôn. Đấy. Chưa? Bí ly. Đấy. Thế là mình đã hoàn thành xong món canh cải cá rô đồng nhá. Ngon tuyệt vời luôn. Các bạn xem video nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn. Chúc các bạn ngon miệng.